Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay là mình xịt thử là thề với các bạn luôn là từ nhỏ tới lớn mình chưa bao giờ biết chửi thề nha các bạn. Nhưng mà cái đậu phộng, gậu má, đậu xanh, mấy cái thằng thế giới di động nói mình là cái điện thoại Oppo 7S này rất là mạnh luôn và chơi game rất là trâu luôn các bạn ấy. Mình mới mua cái đợp luôn, mình mua hồi đâu cái đầu năm 2016 và bây giờ 2018 rồi các bạn. Mà bây giờ cái máy nó lắc đừng có nói tới luôn các bạn ớ, mà mình phải chỉnh xuống cái chế độ mát kém mình mới chơi được nè. Và bây giờ hôm nay là nó vô trận mình tới đâu 35 giây 36 giây nó mới lết ra được các bạn ấy. Mà khi mà nó ra được cha con người ta đã ra gần hết rồi và bây giờ mình mới lỏn tỏn mình ăn cái bùa đỏ các bạn. Nó rất là bực bội luôn, rất là bực luôn ấy, bực bội lắm luôn các bạn à ấy. Cho nên là từ nhỏ tới lớn là chưa biết chửi thề là cái gì luôn, mà hôm nay phải đậu phộng đậu xanh cái thế giới động và bây giờ mình sẽ xuống nhặt thôi. Mà cho đây thằng mía này các bạn, đây các bạn phải nhìn cái map nhỏ nha. Nãy các bạn thấy thằng Alistair nó đang trên đó nha, thì nó cỡ nào mà nó không đi về đây các bạn. Cho nên là mình sẽ chặn đầu nó các bạn ấy, mình sẽ đứng đây mình chặn đầu nó, mà gắn không được thì mình sẽ ăn con dê thôi. Mình có hai cái quyền lựa chọn mà, cho nên là mình đứng đây và mình lắc xí ngầu mình chờ một cái điều bất ngờ xảy ra các bạn ấy. Trời ơi em ấy đi rất là hồn nhiên luôn đấy, và bắt vô cái đầu nè các bạn ấy. Chạy hay mày chạy đâu, chạy đâu, chạy về một cái, chạy đi, chạy đi đấy các bạn. Mình đã chỉ hướng dẫn các bạn rồi đúng không, mình đã nói các bạn rồi là cái chiêu mồm của cái vị tướng Mugat này các bạn hãy dùng từ từ thôi đấy, các bạn đừng có vội, dùng một cái các bạn dùng uổn các bạn đẩy một cái mất luôn hai lần nha đấy. Các bạn phải dùng từ từ thôi, các bạn đánh nó chẳng hạn như nó áp sát mình như nãy đi đấy, và nếu đối phương áp sát vô cái con Mugat này thì các bạn tuyệt đối đừng dùng chiêu mồm trước, và các bạn hãy đánh nó chiêu mồm các bạn hồi được một cái hai cái nội tại thì rất là tốt nha. Rồi sau ấy bạn hãy dùng chiêu một ấy, chứ các bạn đừng, nó đang áp sát các bạn mà các bạn dùng chiêu một nó sẽ rất là phí luôn ấy. Chứ chẳng hạn như những vị tướng cơ động đi thì nó chạy thì làm sao các bạn chí được. Cho nên là nếu mà nó đang áp sát mình đang núp bụi là như nãy con Alistair, các bạn có thể tua lại nha, là mình đánh thường một hai cái, sau đó mình mới dùng chiêu một mình dí theo. Và các bạn dí chiêu một các bạn cũng đừng có xả một cái một hết cái chiêu của Bugat. Adu, bảnh tỏn dữ, mình quýnh cho đã lợi chừng chị các bạn. Hồi này con ông cháu cha nè, chơi cái trò mắc dạy nè. Mấy thằng đồng đội, mà mấy thằng đồng đội vậy là dễ bị bắt lắm nha các bạn ấy. Chơi cái trò rất ư là mắc dạy luôn, người ta đánh cho đã xong chạy lưỡng chừng chị ấy, rất tỉnh và đẹp trai. Ngồi gần mình là mình tán một cái, chứ nó có một cái thôi là cắm cái đầu liền luôn, chứ chơi cái trò mắc dạy vậy ha. Đồng đội mà chơi như vậy ha. Đấy, và channel của mình thì hôm nay là nó đã tên tới con số 9000 rồi các bạn ấy, và cảm ơn rất là nhiều luôn, cảm ơn những sự quan tâm của các bạn, những sự yêu quý và yêu mến của bạn dành đến channel của mình nha. Và các bạn đã chia sẻ giúp mình đã được 9000 lượt subscribe ngày hôm nay, và cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn, cảm ơn rất là nhiều, thật sự cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ nè mình sẽ xuống đây mình găng các bạn. Trời ơi ba thằng ở dưới kìa rất là thơm, và mình đã chỉ và cái mình dẫn các bạn rồi là trước khi vào combat các bạn hãy lấy cái nội tại ở phía ngoài đi. Và đấy bây giờ chạy đi đâu rồi, bốn thằng luôn các bạn, nhưng mà ba thằng nữa chạy nè đấy. Và bây giờ mình hết tiêu các bạn, đó tôi lấy tiếp, trước khi muốn giết ai thì các bạn hãy lấy tiêu ở ngoài đi đó. Thì cái clip trước về Mugat thì mình đã chỉ các bạn rồi hả? Mình đã nói các bạn trước khi muốn giết ai đó, trước khi vào combat các bạn hãy tận dụng những con quái gần nhất để mình lấy nội tại mình vô mình win tiêu nó nha các bạn, chứ tránh tình trạng các bạn dùng vô cái trong combat các bạn lấy nội tại nha. Đây mình sẽ giết cái thằng Joker rồi các bạn, nó tưởng nó là mình không dám vô hay gì, nó tưởng mình không dám vô nè, thích thì vô luôn các bạn á. Mà mình đến với channel của mình là các bạn sẽ được cái gì, các bạn sẽ hiểu được cái phương châm gì, thích là đánh, thích là đập, nhưng mà đập không lại là chạy đó, chỉ có vậy thôi các bạn. Đây, và bây giờ mình sẽ qua ăn bùa xanh, sau đó mình sẽ ăn con dê các bạn ấy. Và các bạn thấy Mugat thấy không, đấy nó đang ở đó nha, thì nó đang dưới boss thì mình sẽ ăn dê xong là mình quất luôn cái bùa đỏ của nó các bạn đó. Đấy, và tiện thể đây thì mình cũng xin phép giới thiệu với các bạn nha về những cái bạn mới nè. Và tại vì channel mỗi ngày đều có những bạn mới và các bạn ấy không biết tên của mình, thì mình xin giới thiệu các bạn. Mình tên là Tín nha, đấy, tên thật của mình là Nguyễn Trọng Tín. Đấy, có Facebook mình để trong link ở dưới trong mô tả, cái link Facebook mình trong đó ấy, thì tên là Nguyễn Trọng Tín. Nhưng mà các bạn muốn gọi dễ kêu thì các bạn cứ gọi mình là Tín đi cho nó dễ ấy. Chứ các bạn kêu Tín nó mỏi miệng luôn các bạn ấy, cứ gọi Tín đó, vậy xong rất là đơn giản. Ê, thằng này nè cái tội lì. Đấy, mà mấy ngày qua thì mình thật sự là mình rất là bận nha các bạn. Sáng mình phải đi làm nè, đấy mà trưa mình mới về, và mình phải cày thuê và cày game, cho nên là mình ít ghép comment trong cái channel của mình. Mình xin lỗi các bạn nha, mong các bạn thông cảm cho mình. Nhưng mà mình
ít comment chứ không phải là có nghĩa đồng nghĩa đồng việc chứ lại là mình không đọc comment các bạn nha. Những cái comment nào mà mình đọc á là mình luôn để cái yêu thích, mình thả tim vô như cái comment của các bạn luôn đó. Tại vì mình rất là bận, thật sự đầu mùa mình rất là bận, tại sáng mình phải đi làm nè, trưa mình mới lỏn tỏn mình đi về, và về cái là mình đập cái đầu vô game mình cày miết luôn các bạn, cày lía hết, cày mà mờ mắt luôn á, chiều về là chỉ có mờ mắt thôi, nhìn số 2 là ra số 3, số 4 luôn á, chứ không phải là nhìn số 2 mà ra số 2 đâu. Đấy, mặc dù là bận thì bận đẹp, bận bịu với công việc rất là nhiều luôn, nhưng mình cũng sẽ không quên làm clip cho các bạn xem luôn á. Và mình hằng ngày mình cũng sẽ đều làm 1 cho đến 2 clip cho các bạn xem, các bạn tham khảo để các bạn có thể leo gan một cách hiệu quả và dễ dàng nha. Và thực sự là điều này mình nói thật với các bạn luôn à. Đấy, cho đến từ bây giờ phút này luôn nè, mình cái kênh của mình, cái chai nồi của mình được 9.000 cái lượng sub cua luôn ấy. Và mình cũng trả được một cái đồng ngàn nào luôn, mà không có được 1.000 nào từ YouTube luôn các bạn. Nó không có trả mình một cái đồng nào luôn. Nhưng mà mình không những vì vậy mà mình sẽ không làm biết cho các bạn xem nha. Ê, thôi từ từ anh ơi, ơi. Đấy, trời ơi, ôi, chạy ơi. Ôi, hên quá các bạn, để không, tơ nó thả kêu cái là lên bảng rồi. Đấy, và nhiều bạn nghĩ rằng là mình làm một cái clip ra mình sẽ được YouTube nó trả hả 50.000 hay là 20-30.000 gì ăn sáng, không có nha các bạn. Đấy, và mình làm một cái clip gây ra rất là kỳ công luôn, mà tự nhiên lại có những bạn ha lại comment là nói những lời cay đắng nha, những từ gọi là vô văn hóa mất lịch sự nha, các bạn lại comment, các bạn chửi mình nha. Đấy, mà trước khi nha các bạn muốn chửi mình ha, là các bạn phải xem lại á, và mình đã làm cái gì các bạn chưa, và các bạn lại chửi mình. Đấy, trước khi các bạn chửi ai đó, các bạn hãy xem người ta đã làm gì mình chưa mà các bạn lại chửi người ta. Đấy. Và còn nếu mà các bạn thấy ở cái clip của mình, cái channel của mình không xứng đáng, không xứng tầm để các bạn xem, và nó không đủ trình độ để các bạn xem, thì các bạn chuyển kênh giùm mình. Đấy, chứ mình đâu có ép buộc các bạn xem đâu, mình cũng đâu có bắt các bạn trả tiền mà các bạn xem clip của mình đâu mà các bạn lại comment cái kiểu như vậy. Thật sự là mình không thích nha. Đấy. Đấy, vì vậy mà trước khi các bạn lớn rồi đó, các bạn cũng lớn hết rồi. Đấy. Trước khi muốn chửi ai đó thì mình phải xem là người ta đã chọc ghẹo mình gì chưa, mà các bạn lại chửi người ta không chọc ghẹo gì các bạn lại đi chửi người ta, như vậy là không được nha, vậy rất là mất lịch sự luôn ấy. Đấy, vì vậy là nếu các bạn thấy cái channel của mình không xứng đáng, không đủ trình để các bạn xem, thì các bạn chuyển kênh giùm mình. Đấy, chứ từ các bạn đừng có comment kiểu như vậy nữa nha. Xin lỗi các bạn nha, mình có một cuộc điện thoại của má mi mình, cho nên là mình vừa chết, tiếp tục chết một mạng các bạn ấy. Mà xin lỗi các bạn rất là nhiều luôn, mà bây giờ là mình sẽ trải nghiệm trận đấu lại các bạn ấy. Đấy, và mình xin phép nói lại cái vấn đề hồi nãy nha các bạn. Thì cái game Liên Quân Mobi này nè các bạn, nhà phát hành họ đâu có yêu cầu là cái game này chỉ dành cho 1.000 người chơi hoặc là 10.000 người chơi đâu, mà họ dành cho ai muốn chơi thì chơi nha. Và mỗi giờ, mỗi ngày đều có hàng trăm người, hàng ngàn người, họ người mới người ta vào người ta chơi nha. Cho nên là cái channel của mình nè, mình làm, mình hướng dẫn cho các bạn mới chơi, người ta có thể lên căn nhà bạch kim hoặc là kim cương hoặc là cao thủ gì đó. Đấy. Chứ cái game Liên Quân Mobi này đâu có chỉ dành, nó đâu có yêu cầu ơi nè, chạy đâu, chạy giùm một cái nè, chạy lạc trôi tính đi găng mình các bạn, mà cho mình sẽ cho lên bảng. Đấy, và cái game này nó đâu có yêu cầu là chỉ dành cho 1.000 hay là 10.000 người chơi đâu. Đấy, còn các bạn nha, các bạn anti ấy, thì các bạn nếu các bạn thấy không thích và không, cái channel của mình không xứng đáng các bạn xem, thì các bạn chuyển kênh giùm mình nè. Đó, chứ các bạn đừng có comment nói mình những cái câu như vậy, thật sự là mình rất là buồn luôn ấy. Đấy, và đây nha, và đây ngày hôm nay là mình sẽ nói là một cái lần cuối luôn đó. Còn các bạn mà các bạn cứ tiếp tục mà các bạn comment dùng những lời lẽ mà vô văn hóa mất lịch sự vậy nữa, mình sẽ xóa hẳn cái comment của các bạn nha. Ấy, mà mình sẽ không ghép bất kỳ comment của các bạn luôn, mà mình sẽ không nói nữa, mà chỉ cần mình thấy cái comment nào mình nói vậy là mình sẽ xóa luôn. Ấy, mình không có gọi là cái ấy, các bạn đừng có nói mình mất lịch sự mà tại sao mình xóa comment của bạn nha, tại vì các bạn chửi mình không thích là mình sẽ xóa cái comment của bạn ấy. Và mình tiện thể thì mình cũng xin cảm ơn. Đấy, xin cảm ơn 9.000 người thấy vừa qua là đã ủng hộ channel của mình, đã share, đã chia sẻ clip của mình, chia sẻ cái channel của mình cho nhiều người biết tới. Và cái channel của mình nó sắp được 10.000 lượng subscribe các bạn, mình rất là vui luôn. Hồi đó giờ là mình chưa bao giờ có được cái cảm giác rất là hạnh phúc như thế này luôn nha. Ấy, 10 người xem, 100 người xem nó đã to, nó đã lớn rồi, 100 người đã biết nó rồi, bây giờ tới con số 10.000 người các bạn, trời ơi cái kiểu này nó hạnh phúc lắm các bạn à.
ấy. Và bây giờ ai ha, trước khi nào mình đã nói hướng dẫn các bạn rồi đúng không, trước khi mà muốn giết một người nào đó, muốn gan hay là muốn combat thì các bạn hãy lấy nội tại phía ngoài trước đi và dùng nè. Chiêu một bự tiêu các bạn đấy, bịch đấy, trời ơi đó, mình có lên đôi giày kiên cường mà, cho nên kháng 35% hiệu ứng. Thì cái con Alistair nó chỉ có phế thôi các bạn nè, nên làm cái gì quất luôn đó. Và bây giờ nè, giật ra làm cái gì nhau đấy. Cái chiêu hai nó là giết cái con rác luôn các bạn. Và clip của mình nó có lẽ nó sẽ kết thúc tại đây. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian xem hết clip của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Nếu các bạn thấy hay, các bạn đừng quên nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và các bạn ấn vào cái biểu tượng Nokia chuông ấy, là mỗi khi mình có up cái clip gì lên là nó sẽ thông báo về ngay cái điện thoại của các bạn luôn, để các bạn vào các bạn xem nha. Và chúc các bạn có thể leo gan hiệu quả vị tướng Murat này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.